Xin chào anh em, mình là Hợp và tiếp theo thì mình hôm nay mình có đem đến cho các bạn một chiếc T-shirt. Đây là một chiếc thuộc dòng Camin Duster Led và nó là một chiếc với cái màu mặt dial khác. Các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ có một chiếc Camin với cái mặt dial của chúng ta đó là màu bạc, và màu bạc này được làm rất là đẹp. Mẫu này của mình thì nó là một mẫu căn bản của dòng Camin Duster Led với cái vân Guloche, và chúng ta sẽ có đó là cái cọc số là la mã pha với cả cọc số vạch. Đó. Như các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ có một chiếc t-shirt Camin với size là 42mm. Mặt dial của chúng ta thì được làm bằng kính sapphire và kính sapphire cong, hơi cong một chút giúp cho chúng ta có cái nhìn sâu hơn về mặt dial với cái lớp phủ chống lóa AR. Chúng ta sẽ có logo t-shirt 1853 ở góc 12 giờ, ở góc 6 giờ của chúng ta sẽ có lịch lộc và dòng chữ Camin Destrolet Palmatic 80. Chiếc này thì như các bạn thấy ngay là nó sẽ có hai lòng, với lòng trong của chúng ta là vân trải tia Sunburst và lòng ngoài của chúng ta là vân Guloche dập nổi, cùng với đó là 12 cọc số như mình nói. Điểm ngăn cách giữa hai lòng của chúng ta thì sẽ đó là một cái vòng Arterim, và vòng này có những cái vạch chia phút rất là dễ nhìn. Bộ kim của chúng ta là bộ kim lưỡi kiếm và chúng ta sẽ có cái kim dây mảnh rất là đẹp. Đó, với cái bộ kim này thì các bạn có thể hoàn toàn dễ dàng nhìn. Và các bạn lưu ý đây là kim cọc của nó hoàn toàn bằng kim loại nhé. Các bạn đừng hỏi mình là mẫu này có dạ quang hay không, bởi vì những cái kim cọc kim loại như này thì nó sẽ không làm dạ quang. Phía bên phải chúng ta sẽ có một cái núm chính với logo chữ T được dập nổi ở phía trên. Còn hai bên thân của chúng ta là những cái đường như các bạn có thể thấy ở đây, đó là những cái đường trải rất là tuyệt vời. Và những cái đường trải này của chúng ta là trải dọc. Đó. Chúng ta sẽ có ở đây đó là sợi dây thép với như các bạn có thể thấy ở đây là được làm khá là đẹp, với 5 chỉ. Chúng ta sẽ có 2 chỉ bóng hai bên và chúng ta có 3 chỉ phay sức của chúng ta xen ở giữa. Và như khi mình tháo này ra thì các bạn sẽ thấy là cái chỉ bóng này rất là tuyệt vời, nó giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta sang hơn rất là nhiều. Khóa gập như thường lệ là khóa gập đôi. Với khóa gập đôi này thì chúng ta sẽ có logo T-shirt 1853 ở hai bên phần thân khóa. Đó. Và mặt sau của chúng ta thì dĩ nhiên rồi, chắc chắn đó là bộ máy Palmatic 80. Và mẫu máy trên chiếc này là Palmatic 80, cũng có 23 chân kính. Và chúng ta sẽ có đó là khoảng 80 giờ tích cót, cùng với đó là 21.600 tần số động. Một bộ máy rất là quen thuộc của ETA C07. Ngoài ra thì các bạn sẽ có những thông tin như là độ chống nước 53, thân thép không gỉ, kính sapphire, serial number cùng mã dòng của sản phẩm. Tại sao cái đuôi này nó lại mã dòng các bạn nhé? Với cái mã dòng này thì cái case này nó đúc ra và nó sẽ dùng cho nhiều model, có thể là model mặt trắng, model mặt đen, hoặc là model mạ vàng, model không mạ vàng, thì tất cả đều dùng chung một cái mã case này. Và sau đó là chúng ta sẽ có cái mã riêng của sản phẩm. Và mã riêng của sản phẩm thì các bạn sẽ tìm thấy ở trên cái tag của chúng ta. Mã riêng của chiếc này đó là T0994071103800. Đó, và với chiếc này thì đang được ICS bán với giá 16.900.000. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này thì có thể contact ICS theo thông tin ở bên dưới video. Và với cái mẫu này thì hiện tại giá hãng tại Việt Nam nó đang dao động trong khoảng 24 triệu. Đó. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video bên mình, và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.